Đây là cái dãy nhà mà phía sau của khu tái định cư. Anh chị có thể thấy là hoang phế ha. Đối diện đây là một bãi đất trống, nhiều khi người ta cũng dám ở nữa. À, anh chị thấy không? Cửa nẻo gì là bung hết rồi, kiến là vỡ hết rồi. Ở trên có một tầng nữa là hết. Đó, nhà cho thuê nè, nhà phố liền kề nè. Đó, và đây là cái khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi này anh chị. Những cái lô ở đó là tái định cư đó, tái định cư Thạnh Mỹ Lợi á anh chị. Đồ áo người ta phơi ô ô phía trên anh chị thấy không? Rồi, ở đây này chúng ta sẽ đi đường Đồng Văn Cống. Và đây là cầu Dòng Ông Tố 2. Em dừng bóng mát một chút với cái camera nó nóng quá. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Mai Chí Thọ. Đây là Thủ Thiêm và ngày hôm nay là Thủ Đức. Ngày xưa đó là quận 2 thưa anh chị. Hướng phía trước anh chị đi về ngã ba Cát Lái, xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa năm xưa đó. Còn phía sau lưng anh chị sẽ đi về cầu Thủ Thiêm, đi về hầm sông Sài Gòn để qua trung tâm. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, nhiều sức khỏe và có những cái giây phút đi dạo Sài Gòn thật là thú vị. Bây giờ là 11 giờ 30 phút trưa ngày 18 tháng 7 năm 2022. Nhiệt độ ngoài trời tầm 31 độ C và khoảng 89 độ F. Trong cái clip này em muốn mời cô bác anh chị cùng đi dạo với em về chúng ta khám phá một cái khu tái định cư cũng xa xôi anh chị. Ngày hôm nay như anh chị biết, tái định cư đang là một cái vấn đề hết sức là nóng hổi ở Sài Gòn. Như vậy khu tái định cư trong cái clip ngày hôm nay em muốn mời cô bác anh chị đi tham quan, đó chính là khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi. Nó thuộc thành phố Thủ Đức ngày hôm nay anh chị. Và bây giờ em mời cô bác anh chị xuất phát từ cái vị trí này, chúng ta đi đường Đồng Văn Cống phía trước để chúng ta đi về khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi. Thủ Đức ngày hôm nay nó có rất là nhiều cái vùng đất mới. Cái khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi này thì nó cũng không có quá mới đâu anh chị. Nó được xây đâu đó vào năm 2004, 2005 gì đó anh chị, em nhớ như vậy. Và cho tới ngay thời điểm này thì nó cũng đã mười mấy năm rồi. Không biết là cái tình hình cư dân ở đó ngày hôm nay đã đông hay chưa, nhà cửa nó có xuống cấp hay không, thì trong các clip này mời cô bác anh chị cùng lang thang với em. Thường những cái khu tái định cư á, họ xây rất là dở anh chị, cho nên là nó nhanh xuống cấp. Họ xây dở lắm, ngay cả những cái lớp sơn phía ngoài nó cũng không được những cái lớp sơn xịn nữa. Qua nắng mưa gió tầm khoảng 10 năm mấy năm là nó xuống cấp rồi. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị quẹo phải với em vào con đường Đồng Văn Cống, hướng đi về Cát Lái anh chị ha. Đi thẳng thì chúng ta về ngã ba Cát Lái, quẹo phải ở đây thì chúng ta đi về khu vực phà Cát Lái. Trời bây giờ đang khá là nắng nóng đó. Em thấy mây cũng bắt đầu xuất hiện nhiều, không biết chiều có mưa hay không. Ở đây chúng ta cặp bên mé tay phải thì có khu dân cư Văn Minh. Đó, đi thẳng lên cái cầu thì chúng ta đi đường Đồng Văn Cống. Thì hôm nào mời cô bác anh chị vào khu dân cư Văn Minh nha. Khu dân cư Văn Minh nghe giống như là có một sự phân biệt gì đó. Rồi, ở đây này chúng ta sẽ đi đường Đồng Văn Cống. Và đây là cầu Dòng Ông Tố 2. Em dừng bóng mát một chút với cái camera nó nóng quá. 11 giờ 30 phút trưa thì trời nắng là đúng rồi anh chị. Và cái thứ hai nữa là đường xá nó sẽ vắng vẻ hơn. Dòng Ông Tố, cầu nhìn cũng rất là cũ anh chị, không có mới.
Ở đây thì chúng ta còn đi ngang cái trung tâm hành chánh của Thủ Đức, công an Thủ Đức. Nói chung là cũng nhiều cái vị trí trung tâm ở ngay trên cái con đường Đồng Văn Cống này. Nhưng mà trong các clip hôm nay thì em mời cô bác anh chị đi về khu Thành Bị Lợi thôi. Chúng ta cứ đi thẳng hoài con đường Đồng Văn Cống này, chúng ta tới gần con đường Nguyễn Thị Định để đi phải Cắt Lái đó, là chúng ta tới khu Thành Bị Lợi. Đường này thì chạy xe container rất là nhiều. Ồ, có mấy cây keo lá xàm to ghê không anh chị, ở bên dưới chắc là mát lắm. Xe tải xe công chạy không thấy ghê quá. Con đường này chúng ta thấy rất là nhiều hung thần xa lộ. Rồi em đổi dốc cầu dòng ông Tố 2. Bên phải em là một cái khu dân cư, thấy nhà cũng khang trang và đẹp lắm. Không biết là có phải là một khu triệu đô nào nữa hay không. Sài Gòn ngày hôm nay mọc lên rất là nhiều khu triệu đô thưa anh chị. Đó, khu hành chính thành phố Thủ Đức nè. Ở đây là mình gọi phải là vào khu hành chính, khu hành chính thành phố Thủ Đức. Hôm nào mời cô bác anh chị đi khám phá thêm. Hôm nay em về khu tái định cư Thành Bị Lợi. Đường này giống như đường xa lộ anh chị ha, có đều đường nhỏ không có xứng tầm xa lộ được. Có những cái mảnh đất trống như thế này vậy chứ có người có chủ hết rồi đó, rớ vào là vòng tay đó. Mặc dù cái khu này đi khá là nguy hiểm, xe ben, xe công, xe bồn chạy từ sáng tới tối. Con đường này cũng ngập nước đó anh chị. Bên phải em là đường Tạ Hiện, đường đọc nghe mệt quá, nó nặng quá anh chị. Tạ Hiện. Công xe ben rất là nhiều. Bên phải em đây có một khu chung cư khu chung cư nhìn rất là ngon lành không anh chị, cao cấp rồi đó. Rỡ vào là thấy tiền chục tỷ không á, 7, 8, 9 tỷ ở đó nằm đó đó. Đây gọi phải là vào khu hành chính thành phố Thủ Đức. Hôm nay thì gọi là hành chính. Trời đất ơi, ông thần này ông lái chịu gì, chém hay không, xe tải nó ủi cho ông phát. Trời đất ơi, ông lụi tùm lum hết anh chị. Bên này là làn xe hai bánh, nhiều khi mấy xe hơi họ lụi vào á. Ồ, bên ngoài em có một cái khu nhà phố. Ồ, ở đây có rất là nhiều cái khu nhà lạ anh chị. Đường này là Nguyễn Thanh Sơn. Hẹn cô bác anh chị ở một cái clip khác. Hôm nay thì em đi về khu tái định cư mà. Chúng ta phải đi về khu tái định cư thôi. Con chó to ghê. Trời đang âm u rồi đó anh chị. Đây bên phải em là đường
Đặng Như Lan, á Đặng Như Mai. Rồi, xa quá em nhìn từ Mai mà ra Lan luôn. Đặng Như Mai. Cách đây 5-7 năm, chục năm thì cái khu này nó vắng vẻ lắm anh chị. Cái khu Thạnh Thị Lợi đó cách đây 8-10 năm về trước thì trồng lúa, là ao hồ lau sậy không. Bây giờ nó thành khu tái định cư. À, anh chị thấy là tái định cư ở Sài Gòn mình á, là nghe cái từ tái định cư là người ta sợ lắm. Thứ nhất sẽ bị đày đi rất là xa. Thứ hai sẽ nhà cửa rất là nhanh xuống cấp. Đó, nên nghe cái từ tái định cư là tự nhiên người ta nổi da gà lên. Giờ mấy cái khu chung cư cũ ở trong Sài Gòn mình á bắt đầu xuống cấp rồi đó. Những cái khu chung cư xây trước năm 75 đó anh chị, xuống cấp. Mà bây giờ thuyết phục người dân đi khu tái định cư là chắc chắn người ta không chịu. Đó, đây là đường Nguyễn Địa Lô đó, bên phải em nè. Người ta không chịu, mà bồi thường tiền á thì lại không đủ để người dân người ta đi mua một căn nhà mới ở Long Vòng, các quận sinh sống làm ăn. Ồ, bên phải của em ở đây có một cái khu nhà liền kề, có bảo vệ đồ gác cổng rồi phía trước. Đó anh chị, đường Nguyễn Mộng Tưng. Đây, khu nhà phố liền kề, một khu chắc cũng rộng, bên phải quẹo vào là chắc rộng lắm. Đó, anh chị ha, đường Nguyễn Mộng Tưng. Sau những cái tên ở đây thì anh chị thấy là nghe nó rất là lạ ha, ta không biết luôn. Ờ, nhà ở cái khu vực này cũng chưa có ai ở hết anh chị, nhà giống như nhà hoang. Hôm nào em lang thang ở đây để cập nhật tình hình cho anh chị nha, có nhiều khu hay hay ở đây này. Đường nó hơi khó đi vì lộn xuống cái rạch cho nên em phải thắng lại. Nguyễn Mộng Tưng, khu này xây nhà to nhà đẹp mà vắng quá, không có ai ở hết. Hẹn cô bác anh chị ở các clip sau. Bây giờ em đi về khu tái định cư Thạnh Thị Lợi. Rồi nhìn mấy cái cỏ ở đây đã quá anh chị. Trời, cái này mà nuôi bò thì thôi rồi, con nào con đấy nó béo tốt luôn. Ngày xưa ở ngoài em nuôi bò mà kiếm cỏ đâu có ra đâu, đồng lúa thì người ta trồng lúa hết, nương rẫy trồng lúa hết. Cái thứ hai nữa là ở ngoài quê em á, gọi là nắng cháy da luôn. Cỏ nó ít mọc được như thế này lắm anh chị. Ở đây có cây xăng Petro, có một cái khu nhà phía trong. Chà, bên này còn nhiều cái địa điểm mà chúng ta chưa biết quá anh chị, em chưa biết luôn. Phía trước đây có thể là chúng ta đi vào. À, em thấy cái bạn Thạnh Mỹ Lợi đây này. Đây, họ để ngay trước đường đây anh chị ha. Đây nè, cách đây 4-5 năm thì em thấy cái khu này nó vắng lắm, bây giờ nhà cửa vườn được mọc lên hết trơn rồi. Đây có một cái bạn này, lại phải 500m vào cái khu. À, đây là chợ Thạnh Mỹ Lợi. Là vào chợ á. Chợ Thạnh Mỹ Lợi. Rồi để em coi thử coi là vào cái khu chung cư thì chắc là không phải vào đây đâu. Chúng ta sẽ đi đường khác lên phía trên một tí. Ôi. Ôi, vào chợ đây á hả? Chợ Thạnh Mỹ Lợi đây nè anh chị. Ô cha. Đường có chút xíu à, đủ chiếc xe 7 chỗ chạy thôi, xe tải cũng chạy được. Không biết là trước năm 75 thì cái khu đường Đồng Văn Cống này chắc là nó vắng lắm anh chị ha.
đây vô Thạnh Mỹ Lợi này. Đúng rồi đó, gần đây rồi nè anh chị. Chúng ta đi thẳng tới là tới Nguyễn Thị Định, chúng ta đi về phà Cát Lái. Hướng đi phà Cát Lái. Quẹo phải ở đây để em coi thử vào khu Thạnh Mỹ Lợi hay chưa. Ở đây nó thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi anh chị ha. Em cũng lần đầu tiên đi vào đây cho nên là nhiều khi cũng lỡ ngỡ. Chạy tới phía trước qua cặp cái con đường bên phải em, ở đây là vào khu Thạnh Mỹ Lợi rồi nè. Đường Trương Gia Mô. Rồi em đi tới phía trước quẹo đường Trương Gia Mô. Ở đây thì con đường Nguyễn Thị Định bên tay trái của em đó, anh chị sẽ quẹo về Mai Chí Thọ. Đây cũng có một cái khu nhà, trời ơi, kiến bệ tùm lum. Trời ơi. Không có ai sinh sống luôn. Khu nhà mà không ai sinh sống luôn. Trương Gia Mô. Đâu rồi, để em kiếm cái đường Trương Gia Mô coi. Này, hướng này đi về phà Cát Lái đây anh chị ha. Bên tay phải của em ở đây là khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi đây, tái định cư. Đây, Trương Gia Mô. Phía trước thì anh chị đi hướng đi về phà Cát Lái trên con đường Nguyễn Thị Định. Và phà Cát Lái thì người ta đang tính kế hoạch xây cái cầu Cát Lái, nhưng mà 6-7 năm rồi chưa có tìm được cái vị trí, chưa có thống nhất được vị trí thưa anh chị. Và đây là cái khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi. Trời, xe công. Đối với cái khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi á, thì anh chị hình dung được là nó chỉ có những cái lô chung cư thôi nha. Còn mà những cái nhà phố mặt tiền ở đây thì nó không phải là khu tái định cư đâu. Nó dạng như là người ta mang tiếng tái định cư, chứ người ta lại bán cái kiểu như biệt thự nhà phố. Đắt đỏ lắm anh chị. Đây là cái khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi này ha. Em chạy vào bên trong xem như thế nào. Cái có cổng chào luôn chứ bộ. Khu tái định cư này thì anh chị thấy là bên mé tay phải của em á là cái dãy nhà phố. Đối với cái khu tái định cư á, chung cư như thế này nè anh chị nè, bên trái của em đó, người ta xây chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 tầng à, khoảng 5 tầng bên trái của em đó. Và ở đây á, thời gian mà mới vừa xây xong á, thì nó tầm khoảng 700 triệu tới 1 tỷ một căn đó. Nhưng mà bây giờ thì giá nó cũng phải từ 2 tỷ một căn rồi anh chị. Đó là cái khu chung cư nha. Còn cái khu bên phải của em á, thì nó là cái dạng nhà phố mà, nhà phố liền kề đó, nhà cho thuê nè, nhà phố liền kề nè. Đó, và đây là cái khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi này anh chị. Những cái lô ở đó là tái định cư đó, tái định cư Thạnh Mỹ Lợi á anh chị. Đồ áo người ta phơi ô phía trên anh chị thấy không đó. Em chạy tới đây một tí để lấy cái view cho nó đẹp. Tái định cư Thạnh Mỹ Lợi nha. Rồi bây giờ em mời anh chị đi vào. Đi vào bên trong. Mua cua. Trưa đi bán cua 30 ngàn con. 30 ngàn.
Đây, chỗ đi thẳng là cũng hoang vắng lắm anh chị. Mời anh chị đi vào khu tái định cư Thành Mỹ Lợi. Bên phải là đi về một loạt những cái đường. Trước tiên là em mời cô bác anh chị chúng ta đi con đường chính ở đây trước nha. Đó. Chung cư Thành Mỹ Lợi ha. Khu tái định cư. Hồi trước cũng vắng lắm nha. Bây giờ thì bắt đầu đông đúc hơn rồi đó. Mấy khu tái định cư này người ta sợ lắm. Những cái khu tái định cư thì em thấy cho tới thời điểm hiện tại chắc có lẽ cái khu này là đang là đông nhất. Đây, vào con đường này đi. Ở dưới người ta cũng có buôn bán đồ ăn đầy đủ. Nhà cửa cũng nứt nẻ hết rồi. Ở đây chính giữa là một cái công viên. Chính giữa thường có những cái công viên anh chị ha. Đây, em quẹo vào đây. Ở phía dưới này thì những cái shop house phía dưới, rồi nhà cộng đồng tái định cư xây chừng tầm khoảng chục năm rồi đó anh chị. Nó cũng xuống cấp tùm lum. Rồi mời anh chị đi tiếp nha. Người dân người ta tự làm cái máy che xe này. Mua sắt hợp dễ làm. Đậu xe ở dưới. Rồi em quẹo vào đây. Ý là ở đây cũng đông dân cư đó anh chị, không có đến nỗi nào vắng vẻ đâu. Khu công viên tình thương mến thương kiểu vậy đó. Bắt đầu xuống cấp. Khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Tái định cư. Tái định cư Thạnh Mỹ Lợi. Cái công viên ở đây thì cũng thông thoáng. Chiều chiều ở đây ngồi chơi được cái gì. Người dân người ta tận dụng một vài chỗ công viên người ta buôn bán quán ăn. Như ở đây là khuôn viên thôi. Bên kia cái bức tường không phải là trung tái định cư Thạnh Mỹ Lợi đâu. Bên kia cái bức tường là lại là một cái khu khác rồi đó anh chị. Bên trái anh chị quẹo ra đường Đồng Văn Cống ha. Khu tái định cư ở này thì nó chia theo lô ABCD rồi đó. Này, em dừng ở đây một chút để anh chị cùng nhìn. Wow, trời cũng đang khá là nắng, đứng chỗ này cũng được anh chị. Ở dưới người ta tự dựng những cái mái che người ta buôn bán. Trong này thì cuộc sống nhiều khi nó cũng tình thương mến thương anh chị, nó không giống như những cái khu chung cư cao cấp. Người dân đa số là họ người ta biết nhau hết. Biết nhau, nhiều khi mua thiếu qua lại, tối lửa tắt đèn có nhau, rồi này kia.
Đó, em sẽ quẹo bên tay trái để anh chị đi một chút cái đoạn bên này. Đó, có bức tường anh chị thấy không? Có bức tường và chúng ta sẽ đi cái con hẻm bên trái này. Nhỏ xíu ở đây. Qua bên kia không biết có còn là khu chung cư hay không, khu định cư chắc cũng còn anh chị. Nhìn cái kiểu xây này đúng là khu tái định cư Thành Mỹ Lợi này. Đó. Em quẹo ở đây ha. Ở đây thì có mấy cái khu căn hộ nó cao hơn. Cũng là Thành Mỹ Lợi đó anh chị. Nhưng mà nó là cao ốc đó anh chị thấy không? Có nghĩa là như thế này nè. Em hiểu như thế này nè. Thứ nhất là ở đây là ban đầu sẽ là khu tái định cư. Đó, xong rồi sau đó người ta xây tái định cư là chỉ có mấy cái lô thấp thấp như hồi nãy anh chị thấy thôi. Bắt đầu những cái khu cao ốc Thành Mỹ Lợi đây á, là người ta thay xây dạng xây nhà thương mại. Tức là anh chị phải bỏ tiền ra mua. Đó, còn khu tái định cư thì ví dụ người ta có kế hoạch tái định cư bà con mình ở cái khu nào đó dời về đây thì có thể là không có mất tiền, chẳng hạn vậy. Còn cái khu cao ốc Thành Mỹ Lợi này á, thì nó trở thành cái khu thương mại anh chị ha, xây để bán ví dụ vậy. Tất nhiên những cái nhà phố cũng như thế đó, thì có kiếm được tiền là kiếm được ở cái phần thương mại đó anh chị. Nghĩa là đất thì lúc đầu là đất tái định cư nhưng mà cuối cùng xây thì xây lên bán, xây thương mại đó, vậy người ta mới có tiền đó anh chị. Vậy người ta mới có tiền đó. Thì cái khu nhà thương mại đây ha, nhưng mà nó cũng trời ơi luôn, trời ơi đất hỡi luôn. À, anh chị thấy không? Nhìn nó xuống cấp mà nó hoang vắng kiểu như thế này nè. Đó, anh chị thấy không? Xuống cấp quá trời luôn, nứt nẻ, cấp sơn. Giá cũng mấy tỷ căn thôi. Khủng khiếp. Em đi vào cái khu tái định cư, đó, tái định cư là mấy cái lô như thế này nè anh chị. Nhà thấp có 1, 2, 3, 4, 5 đó. Hồi nãy em nói, em đếm đó, có 5 tầng đó. Một trệt 4 lầu đó, kiểu vậy. Đó. Vậy khu tái định cư này thì nó cũng khá là đông nè anh chị. Yeah, hôm giờ em đi hai khu tái định cư Bình Khánh và cái khu tái định cư bên Vịnh Lộc thì em thấy là nó rất là hoang phế, bỏ hoang luôn, người dân không ở. Riêng cái khu này thì mặc dù nó cũng lượm thượm lắm nhưng mà cũng có người ở, người ta cũng chịu về đây ở cũng hay. Đó là những gì em đang thấy thực tế thôi anh chị ha. Còn mà nói như thế nào thì nhiều khi câu chuyện nó dài, phải đi ngược dòng thời gian về hồi trước nữa. Khu bên kia là căn hộ đấy, gọi là cao ốc Thành Mỹ Lợi. Khu này là khu tái định cư Thành Mỹ Lợi. Rồi em đi ra vòng vòng ở đây thì nói chung là chỗ nào nó xây cũng một kiểu như nhau thôi, nó na ná nhau hết cả anh chị. Đây là phía sau cái bãi đất trống, còn nhiều đất lắm, đất ở đây còn mênh mông bạc ngàn, mấy cái chuồng này giống chuồng bò ngày xưa. Bạc ngàn luôn anh chị, bạc ngàn dừa xanh. Khu nhà ngoài này là cái này là phía sau của khu chung cư đó. Cũng có một cái dãy nhà nhưng mà không ai ở hết. Cái dãy nhà này là cái dãy nhà hoang. Nói chung hoang thì cũng không phải, nhưng mà kiểu như không ai ở. Người ta mua xong để dục đây hoặc là không có ai thuê mướn nè anh chị. Rác rồi. Đây là cái dãy nhà mà
phía sau của khu tái định cư. Anh chị có thể thấy là hoang phế ha, đối diện đây là một bãi đất trống, nhiều khi người ta cũng dám ở nữa. Nhiều lắm anh chị, nguyên một cái dãy này nè. Nguyên một cái dãy này nè. Không có ai ở hết. Tối ở khu này chắc vắng vẻ, nhiều khi chị kem ma túy người ta vô đây người ta ở. Coi thử coi cái khu này nó có dài không. Cũng dài chứ ha. Có một vài người ở. Cái này thì chỉ có một trệt một lầu thôi. Đồng không mong quạnh. Đất nó luống xuống, vỉa hè nó sụp. Đây vào lại khu tái định cư, ở phía ngoài vậy là có một cái lô trống đó bỏ hoang. Trước giờ anh chị ha vẫn còn bỏ hoang, trong này thì có người ở rồi. Đây là cái khu công viên lúc nãy đây anh chị, công viên lúc nãy em đi đây. Xuống đây thì nhìn nó lụp sụp anh chị ha, đâu có giống như những cái khu khác đâu, đâu giống như cái chung cư bình thường đâu. Lo kẹo kéo à, đẩy lo kẹo kéo rồi làm vài chết đi là nhậu từ sáng tới chiều, đã dựng các cái máy tiền chế như thế này. Đi thẳng thì anh chị ra cái đường Đồng Văn Cống lúc nãy em đi với đó anh chị. Giờ em đi ra đây, đi ra cái khu này để chạy thẳng tới cái đường chính đi vào là hồi nãy là con đường gì? Trương Đăng Mô gì đó. May mà cũng có người ở, xây xong rồi bỏ hoang nữa thôi, không đóng tiền. Đây cây mì nhá mày, phải cây mì vẫn dựng nhá, không phải đâu. Em nhầm, lá giống giống như từ cây mì nhưng mà không phải. Cây trứng cá đấy nè. Bên kia còn rất rộng thưa anh chị, rộng lắm. Sài Gòn nhiều khu cũng đồng hoang cỏ cháy. Bây giờ em đi ra lại anh chị nha, Đồng Văn Cống rồi có cái khu mà cao ốc. Cao ốc Thạnh Mỹ Lợi đó, không biết là có đường quẹo qua bên kia đi ngược về Mai Chí Thọ không? Tại vì em đi về. Khu này còn rất là rộng lớn và còn có thể hẹn gặp cô bác anh chị vào một ngày khác nữa. Đó, đường Đồng Văn Cống phía trước đây anh chị ha, bên phải là chúng ta quẹo về Phạm Cát Lái. Ở đây quá trời ghê. Đây, cái khu này là cũng bỏ hoang đây nè anh chị. Không có ai ở hết nè, nguyên một khu. Phía trước một
lô phía sau hàng lô 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ồ, cũng dài ghê á anh chị. Lô này cũng không ai ở, đây là mặt tiền luôn ha. Nó cũng hoang phế ra. Cỏ mọc tùm trước nhà luôn. Đây nè, cỏ mọc tùm ha. Ở đây có thể chúng ta đi dưới cái dạ cầu, chúng ta bọc ngược về hướng bên kia của Đồng Văn Cống được nè anh chị. Rồi đây những cái lô này là vẫn hoang phế ha, vẫn không có ai ở nè. Xưa đến giờ nè, cỏ nó mọc như thế này thì có từ xưa đến giờ không ai ở luôn. Đó, phía trước là bên phải là anh chị thấy cái cao ốc của Thạnh Mỹ Lợi đó, xây thương mại đó. Rồi và bây giờ chắc là em xin tạm dừng các clip ở đây anh chị. Rồi nó vẫn hoang phế như ngày xưa, những cái căn này xuống cấp quá trời rồi, không có ai ở hết. Cửa nẻo thì bung. À anh chị thấy không? Cửa nẻo gì là bung hết rồi. Tiếng là vỡ hết rồi. Ở trên có một tầng nữa là hết. Bên tay phải thì anh chị đi vào cái khu cao ốc. Còn bên tay trái của em thì có một cái dạ cầu. Và mời cô bác anh chị quẹo xuống dạ cầu, chúng ta đi ngược về Đồng Văn Cống để em về Mai Chí Thọ. Và ngay ở đây thì em xin tạm dừng cái clip của mình thưa anh chị. Hôm nay mời cô bác anh chị đi dạo khu Thạnh Mỹ Lợi. Ngay cả cái khu căn hộ thương mại ngon ngon này đây thấy cũng lèm nhèm lắm anh chị. Rồi cũng không có ai ở hết. Ở đây có thể quay ngược lại được anh chị ha. À, đi phía dưới cái dạ cầu này nè. À, qua đây thì chúng ta đi Đồng Văn Cống, chúng ta đi ngược về lại Mai Chí Thọ. Và em xin tạm dừng các clip ở đây. Chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút trải nghiệm thật là thú vị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và đừng quên like, share, đăng ký để ủng hộ cũng như nhận được những clip mới mỗi ngày thưa anh chị. Em tạm dừng các clip. Bye bye.